Xin chào cô chú và các bạn. Lời đầu tiên Ti xin gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hiện tại thì Ti đang ở thú y Trần Quý ở dưới Lý Thường Kiệt, quận 11 để mang một em cún già ở mái ấm của Ti bị gãy chân đi phẫu thuật. Sau khi chụp X-quang thì con bị gãy lìa cái xương luôn. Bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật cho bé nhưng mà bây giờ là tại vì hơi trễ giờ nên mình phải chờ đến đầu giờ. Và đây là lần đầu tiên Ti đến thú y Trần Quý mọi người. Và Ti thấy dịch vụ ở đây rất là tốt luôn á. Tại vì Ti ở dưới Củ Chi xa quá nên ít khi mà đi lên thành phố. Ti nghe các cô chú và các bạn giới thiệu thì Ti đã đến đây. Đây là em cún già ở mái ấm của Ti. Bây giờ con đang chờ phẫu thuật. Mẹ Trương nè, không có chạy ra ngoài nha. Không chạy ra ngoài nha. Con chờ đi rồi bác sĩ phẫu thuật cho con. Ti không ngờ rằng ở Trần Quý là chi phí rất là ok luôn mọi người. Bác sĩ nói là chi phí mổ bé cún là 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Nhưng mà Ti có trình bày là đây là mái ấm cứu hộ. Thì bác sĩ đã tính chi phí mổ cho con có 400 ngàn thôi. Trời ơi thiệt luôn. Thương quá. Đây, em cún già này là nghịch ngợm nè. Leo trèo nè, té gãy chân luôn. Con ngoan nha, con ngồi đây đợi đến giờ bác sĩ. Ui con, ui trời ơi con ơi. Đó, chặt 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 chặt. Đợi bác sĩ mổ cho con. Đó, gãy cái chân lặt lìa luôn nè cô chú. Em này chuyên gia nè, leo trèo lên mấy chỗ cao không à. Em cún này trước đây là vợ chồng đi cứu ở dưới Vũng Tàu, ở ngoài một cái cảng cá. Các con có 6 anh chị em lận bị người ta nè đánh đập rồi người ta tính làm thịt. Nhưng mà vào mùa dịch đó thì bạn gái ở dưới Vũng Tàu có gửi cái tin cầu cứu đến cho Ti. Và Ti thời điểm đó thì mình đâu có được đi lung tung đâu mọi người. Các chốt chặn ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Lúc đó vận chuyển các con về Củ Chi bằng xe hàng, xe vận tải hàng á, chứ mình không đi được. Em sống ở mái ấm của Ti chắc hơn 1 năm rồi, đúng không con? Em rất là dễ thương luôn, nịnh lắm cô chú. Nhưng mà cái tật là leo trèo, không biết leo trèo cái kiểu gì mà gãy chân luôn. Làm bây giờ phải lên tuốt thành phố để điều trị cho em. Ở dưới Củ Chi thì rất ít có những cái thú y mà có ít quen mọi người. Ở dưới đó là mái ấm của Ti có một cái bất lợi là những cái thú y ở xa thì nói chung là điều trị rất là tốt, nhưng mà những cái trang thiết bị hiện đại thì chưa có. Nên mỗi lần những cái em cún nào mà bị cái trường hợp mà nặng quá, nói về xương khớp hay là cần phải chụp X-quang siêu âm là mình toàn là phải mang lên thành phố không. Mà hôm nay Ti đến Trần Quý thì Ti thấy ở đây rất là sạch sẽ và đẹp nè, rồi nhanh chóng nè, các dịch vụ làm rất là chi tiết luôn. Đó, mà Ti có nói trình bày về cái mà những cái bé cún á, Ti là mái ấm cứu hộ đó, thì bé đã được giảm giá, hình như là giảm 1/3 luôn á, rất là nhiều. Tại vì chi phí lúc đầu tới 1 triệu mấy lận. Xong rồi Ti trình bày đó, với Ti nói là cách đây mấy tháng thì bác sĩ ở trên chi cục thú y thành phố là Trần Quý này nè, đã gửi đến mái ấm của Ti 350 mũi chích ngừa dại cho các em cún. Nhưng mà hôm nay Ti mới có cơ hội lên đây. Bây giờ là hết giờ làm việc rồi, 11 rưỡi rồi, bây giờ phải đợi tới đầu giờ chiều thì mới phẫu thuật được cho em rồi. Đó, con cảm ơn cô chú đi con. Coi kìa, con biết gì không? Con biết đây là cái màn hình không? Cảm ơn cô chú đi bé. Mẹ Trương nè. Tí nữa bác sĩ phẫu thuật cho con xong rồi con khỏe bình thường nha. Xong rồi về là không được leo trèo nữa nha. Gãy chân luôn. Trời ơi, cô chú thấy con dễ thương không cô chú? Cái đằng súng nè. Ti và các bé ở mái ấm xin kính chúc tất cả cô chú, bạn bè cùng anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thôi bây giờ Ti khép clip ở đây để chờ đợi. Kêu tên Ti rồi, thôi Ti khép clip nha mọi người. Đây. Không con.